Trong video này, mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt sữa rửa mặt Simple thật giả của mẫu mới nhất. Loại sữa rửa mặt này, hàng giả giống hàng thật lắm nên bạn phải để ý kỹ mới phân biệt được. Bạn nhớ đăng ký kênh của shop để không bỏ lỡ thông tin về những sản phẩm mới đang cực kỳ hot trên thị trường. Và để không bị lừa mất tiền mua phải hàng giả nhái, bạn hãy xem cách phân biệt hàng thật giả cũng như cập nhật mẫu mới nhất ở link bên dưới video này. Bạn cần mua hàng chính hãng 100% hay cần tư vấn xem sản phẩm này có phù hợp với bạn không? Thì nhắn qua số Zalo bên dưới để được nhân viên hỗ trợ nhiệt tình cho bạn nhé. Đây là loại hàng giả mới nhất cho đến hiện tại. Bạn sẽ thấy được sự khác nhau giữa hàng thật bên phải và hàng giả bên trái thông qua màu sắc. Màu của hàng thật đậm và xanh tươi hơn hàng giả. Ở mặt sau cũng vậy, bạn sẽ thấy sự khác nhau hoàn toàn giữa màu sắc, hàng thật màu đậm và tươi hơn, mà cũng phải có hai loại thật giả trên tay mới phân biệt được, chứ về hình thức thì cả hai giống nhau gần như 100% luôn. Điểm khác biệt thứ hai bạn cần để ý là ở chỗ đuôi của tuýp sữa rửa mặt bên hàng giả nó dập đuôi dài và có răng cưa rõ ràng, hàng thật bên phải thì không có. Điểm khác thứ ba ở loại hàng giả mới nhất là có thể phân biệt chỗ bên trong nắp đậy, mở tuyết kem ra bạn sẽ thấy bên hàng giả có những gờ, những đường dây quanh tuyết kem, trong khi hàng thật thì không có. Khi mua hàng bạn cũng đừng quên xem chỗ nắp tuyết sữa rửa mặt, bên hàng giả chỗ gờ này nó to hơn hẳn so với hàng thật bên phải. ở loại hàng giả thứ hai này thì nó giống với hàng thật simper mẫu cũ bạn có thể dễ dàng phân biệt ở những điểm sau dòng trên cùng này hàng giả bên trái là màu xanh trong khi hàng thật mẫu mới là màu hồng chỗ chữ simper và phần bên dưới cũng hoàn toàn khác nhau gần như mọi thứ được thiết kế khác nhau hoàn toàn bạn có thể nhìn thấy sự khác nhau giữa màu sắc và các kiểu chữ cũng như các hoa văn khác nhau mẫu hàng giả này là nhái theo hàng cũ giống như mẫu cũ trước đây nên khi mua bạn nhớ để ý điểm khác biệt ngay sau đây để không bị lừa mua phải hàng giả nhé. Điểm dễ nhận thấy sự khác biệt là ở tuyết kem giả có bịt kín đầu bằng giấy bạc, trong khi hàng thật thì không. Hy vọng bạn đã biết cách phân biệt được hai loại kem giả mà shop mình vừa giới thiệu, thường thì sau một thời gian hàng giả lại làm giống, như hàng thật nên lại càng khó phân biệt hơn. Vì thế mà bạn nên mua hàng ở những shop bán hàng uy tín và có tâm. Bên mình có bán hàng chính hãng và cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, có nhu cầu bạn có thể liên hệ shop bên mình để mua hàng nhé.